từ trên cao kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến được triển khai cuối năm 2017 với tổng vốn 2.600 tỷ đồng nhằm giải cứu kẹt xe cho cửa ngõ sân bay. Đây là dự án mới đang được tính toán để bổ sung ngoài 5 dự án đường trên cao theo quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh. Trên thực tế, giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất quận Tân Bình đã quá tải từ lâu. Số người đi lại dồn vào một số tuyến đường như Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ dẫn đến kẹt xe liên tục. Vào giờ cao điểm thì xe cộ không nhúc nhích được. Dự án đường trên cao còn gọi là cầu cạn kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất có tổng chiều dài 3.240 m do liên doanh nhà đầu tư gồm Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Sản xuất và Xây dựng Đông Mê Công và Công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Á đề xuất. Theo đó, dự án sẽ kết nối sảnh đi nhà ga quốc tế, nhà ga quốc nội với hệ thống đường trên cao, sẽ tạo thuận lợi cho xe lưu thông ra khỏi khu vực sân bay trong thời gian nhanh nhất. Song song với việc nâng cấp sân bay, mở rộng khu vực đón trả khách, mở rộng khu đổ máy bay, việc nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nhằm giải quyết ùn tắc cục bộ, nâng cao năng lực thông hành, đón trả khách và định hướng tiếp cận việc mở rộng phát triển sân bay là cần thiết. Ngoài ra, dự án sẽ đóng góp phần lớn vào việc giảm ùn tắc cho giao thông bên ngoài tại khu vực nút giao Hoàng Văn Thụ. Tương lai có thể kết nối với tuyến đường trên cao số 1 từ nút giao này vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án mở đường trên cao này đã nhận được nhiều ý kiến từ các phía các chuyên gia và người dân về tính khả thi nếu được triển khai thực hiện.